rất vui được gặp lại các em trong chương trình dạy học vật lý 12 trên đài phát thanh truyền hình Quảng Nam. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em phương pháp giả một số bài tập cơ bản ở chương Nam là chương sáng ánh sáng. Thì trong chương Nam thì có bài tập nằm ở ba bà đó là bà toán xét ánh sáng, bà giao thoa ánh sáng và bà tia x. Nhưng mà tia x thì có năng lượng photon thì sơn so cái chương chương sáu chương lượng tử thì ta làm bài tí sao thì ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài tập trong hai bà đó là bài tóm sát ánh sáng và bài giao thoa ánh sáng thì ta sơn so phần đầu tiên là phần bài tập về tóm sát ánh sáng như vậy để giải được bài tập về tóm sát ánh sáng thì các em phải nắm được một số công thức cơ bản. Thì có công thức cần ghi nhớ thì các em chú ý. Thứ nhất là để tìm bước xám của ánh sáng trong chân không thì chúng ta sử dụng công thức lambda là bằng C trên F. Với C là tốc độ ánh sáng là bằng 3 x 10 mũ 8 mét trên dài. F là tần số ánh sáng. Công thức thứ hai là nếu ánh sáng truyền trong môi trường có chiết suất N thì bước sóng được tính bởi công thức là bằng v trên f v của em là bằng c trên n thì từ data rút ra được công thức mối liên hệ giữa bước sóng trong chân không và bước sóng trong môi trường có chiết xuất n là lambda bằng lambda zero n chia cho n có nghĩa là bước sóng sẽ sẽ giảm và thứ hai tốc độ truyền ánh sáng trong môi trường có chiết xuất n thì v của em là bằng c trên n là giảm đi n lần như vậy đó là những công thức về bước sáng và tần số và trong phần này các em chú ý là tần số hoặc chu kỳ của ánh sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác là không thay đổi tiếp theo để giả dạ bài tập về tấm sát ta nắm một số công thức về khúc xạ ánh sáng và sự phụ thuộc của chiết suất vào màu sắc ánh sáng thì chúng ta biết là chiết xuất đối với màu đỏ là nhỏ nhất và đối với màu tím là lớn nhất Có công thức của định lực khúc xạ ánh sáng để các em học ở lớp 11 thì công thức thứ nhất là N1 nhân sin A bằng N2 sin R có nghĩa là sin A trên sin R bằng N2 trên N1 N2 là môi trường chứa tia khúc xạ còn N1 là môi trường chứa tia tới và công thức tìm góc giới hạn phản xạ tuần phần có nghĩa là ánh sáng và truyền từ môi trường có chiếc quan hơn sang kém và sin A giới hạn sẽ bằng là N2 trên trên N1 đây là công thức tính góc giới hạn tuần phần như vậy để À, cho các em nắm được có công thức của phần này thì thầy có ba bài tập ví dụ à, để các em làm quen với công thức của phần bài tập à, phần tóm sát ánh sáng thì ta đi qua một số bài tập điển hình bài thứ nhất là tìm bước sóng của bức sợ đơn sát trong chân không sau đây người ta cho tần số câu a là cho tần số 5 nhân 10 mũ 14 hz câu b là bức sợ của tần số là 1,2 nhân 10 mũ 15 hz thì người ta biểu cam đi tìm bước sóng của hai bước sóng đây thì để giải bài toán này thì chúng ta nắm công thức cơ bản là là lâm đo bằng c trên f và các em tha số vào thôi thì chúng ta tính được bước sóng thứ nhất là 0,6 micromet bước sóng thứ hai là 0,25 micromet trong phần này thì các em chú ý cái vận tốc tốc độ ánh sáng c như là bằng 3 nhân 10 mũ 8 thì nói lúc nãy thì các em chú ý đến đơn vị thôi thì câu hỏi phần này là thuộc trong phần nhận biết bây giờ sang ví dụ thứ hai là một dùng sóng hẹp đơn sắc có bước sóng trong chân không là lâm đo bằng 0,6 micromet họ xác định chu kỳ tần số ánh sáng biết tốc độ của ánh sáng trong chân không là 3 nhân 10 mũ 8 cô B là cho cái ánh sáng này truyền trong thủy tinh có chiết xuất là 1,5 tính là tốc độ và bước sóng và có nhận xét về chu kỳ và tần số trong hai môi trường này thì số uh, định chu kỳ thì chúng ta sử dụng công thức và tần số là công thức F là bằng C chia lâm lambda như vậy em tính được tần số. Từ công thức từ tần số các em sẽ tính được chu kỳ, chu kỳ đại lượng à, nghịch đổ của tần số là T bằng 1 trên F thì em tính được 2 x 10 mũ trừ 15 giây. Như vậy đó là chu kỳ. Câu B Họ biết các em đi tìm tốc độ khi nó truyền trong thủy tinh Thì tốc độ truyền trong thủy tinh thì giỏm đi n lần Thì ta chỉ cần lấy tốc độ quán sáng trong chân không chia cho chiết xuất của thủy tinh Thì ra tốc độ quán sáng trong thủy tinh thì ta tính bước sáng thì ta lấy lâm đoàn VGF thôi. V ở có ở trên thì tính ra bằng 0,4 micromet. Và thấy là bước sáng của nó truyền đi thì nó giỏm hơn so với chân không. Còn chu kỳ và tần số của nó thì không thay đổi. Câu uh, ví dụ số 3. Ví dụ số 3 thì cái ví dụ này là cao này trong đại học năm 2017. Thì ta chiếu một chùm xoắn hẹp gồm có 4 thành phần đơn sát là đỏ, vòn, lom và tím. Từ một môi trường trong suốt tới phân cách với không khí và có gấp tới là 37 độ. Biết trước sức của bốn thành phần đó là đỏ, vàng, lom, tím lần lượt là 6,43, 6, 4, 3, 6 à, xin lỗi 1,643 và 1,657, 1,672, 1,685. Thì họ hỏi những cái thành phần đơn xác nào không ló ra ngoài không khí. Thì không ló ra ngoài không khí có nghĩa là nó phản sợ toàn phần. Như vậy, muốn biết những thành phần nào không ló ra ngoài không khí thì nhiệm vụ của em phải đi tính gấp giới hạn của các thành phần là gồm có đỏ, vàng, lom và tím. Như vậy, để tính góc giới hạn vòn, lom và tím thì có công thức sin dây giới hạn bằng 1 trên N. Bởi vì môi trường này nó chiếu từ môi trường trong suốt đến không khí nhưng mà không khí lấy chiết xuất gần bằng 1 như vậy. Chỗ này sin dây giới hạn là n2 trên n1, n2 là bằng 1 như vậy nó bằng 1 trên N. Từ đây thầy tính góc giới hạn của đỏ này dựa vào chiếc xuất này lom này à, vòn này lom và tím thì nó được bốn góc giới hạn đây bốn góc giới hạn thì chúng ta thấy điều kiện để nó phản xạ tuần phần là góc y phải lớn hơn y giới hạn như vậy anh đi 37 độ thì anh này là góc y này là nhỏ hơn anh này nhỏ hơn anh này chỉ có hai trường hợp ở dưới là y giới hạn lom và tím thì góc tới lớn hơn góc giới hạn nên hai tia này phản xạ toàn phần mà phản xạ toàn phần nghĩa là nó không ló ra ngoài không khí và cũng có thể để giải bài toán này ngắn hơn thì em cũng có thể còn cách giả nữa là điều kiện để nó không ló ra ngoài không khí thì em đi tìm ngược lại là tìm chiếc xuất thì ta có gấp điều kiện để nó phản xạ toàn phần là gấp y này phải lớn hơn y dưới hạn có nghĩa là rút ra gấp y dưới hạn của em là bé hơn 37 độ từ đây các em thay vô là sin y dưới hạn là bằng 1 trên n và bé hơn sin của 37 độ thì rút ra n nó sẽ lớn hơn khoảng là 1,661 như vậy anh mà chiết xuất lớn hơn một mấy sáu một thì làm nằm trong cái đoạn này nằm đoạn anh đi lớn hơn thì hai tiền này phản xạ tổng phần như vậy cách này là cách cơ bản còn em có thể giải nhanh bằng phương pháp trắc nghiệm thì sử dụng công thức thầy gửi vừa sau đây là ba, ba bài tập cơ bản trong phần là tấm sát ánh sáng bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em giải một số bài tập trong phần là giao thoa ánh sáng thì trong phần vô thu ánh sáng này thì thầy Hoàng dạy ở trường Hiệp Đức đã có dạy cho các em rồi thì hôm nay thầy chỉ ôn là một số công thức của cái phần thầy Hoàng về ánh sáng đơn sắc và thầy dạy thêm một số vô thoa với ánh sáng đo sắc thì cái phần vô thu ánh sáng thì cái phần tóm tắt công thức công thức cần ghi nhớ này thì thầy Hoàng đã tóm tắt cho các em rồi thầy lược sơ qua lượt sơ qua công thức các khoảng văn hay là hiệu đường đây vị trí văn sáng vị trí văn tối nên các em đã biết ở phần thầy hoàng đã dạy cho các em rồi. Chờ bây giờ thầy qua các bài tập phần bài tập cụ thể để các em có thể nắm được rõ uh, những cái bài tập cơ bản nằm trong phần giao thoa ánh sáng. Thì đây là đề bài của phần này là trong thí nghiệm dân về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe x1 s 2 H1 là cái o nhỏ của em trong công thức đó, bằng 2 mm khoảng cách từ ha khe đến mòn có nghĩa là đê lớn vậy là bằng 3 mét và bước sóng lâm đo là 0,5 micromet và người ta cho trường rộng trường do hoa này rộng 13 mm và nằm đối xứng của văn trung tâm thì trong cái đề bài này thì chúng ta giải quyết tổng cộng là có tóm tóm cao thì câu đầu tiên là câu này gọi là câu cơ bản và câu thuộc dạng nhận biết thì các em tính thứ nhất là tính khoảng văn và xác định vị trí ví dụ như xác định vị trí của 11 văn sóng liên tiếp thì công thức xác định khoảng văn y thì các em học rồi thì hoàng đã có dạy cho em phần trước rồi thì y bằng lâm đo d chia o các em thay d lâm đo o nhưng mà chú ý đến đơn vị các em phải đổi về cùng đơn vị mm để em tính được, được là không phải là mm nhưng mà tùy theo đáp án tùy theo cái đáp án của trong cái câu hỏi trắc nghiệm thì họ đáp án mét thì đổi ra mét có mm thì đổi ra mét đổ tùy, đổ tùy nhưng mà chú ý phải cùng đơn vị như vậy đó là xác định được khoảng văn tiếp theo là các em phải xác định được khoảng cách giữa 11 văn sóng liên tiếp có nghĩa là tính từ ở hai, văn ngồi cùng thì cái phần này thì cũng có công thức là cái này là khoảng cách giữa 11 văn sóng liên tiếp thì hắn bằng n 1 nhân y trong đó n là số văn ở đây là có 11 như vậy cho n bằng 11 như vậy khoảng cách đó chính là bằng 10 y 10 y chính là bằng 7,5 mm như vậy đó là câu thứ nhất bây giờ thầy cho câu thứ hai câu thứ hai là xác định vị trí văn sóng bậc nam và văn tối thứ nam thì các bài toán này đòi hỏi các em nắm được công thức xác định được vị trí văn sóng và công thức xác định được vị trí văn tối thì vị trí của văn sóng thì có công thức x bằng co lambda d chia bằng co nhân y như vậy chỗ này văn sóng bậc nam thì co chính là bậc như vậy chỗ này là nam y là nó bằng 3 phải 35 mm có nghĩa là ở đây cũng có thể và xác định về phía biên dương còn phía Vân Âm là có thể là trừ 3,35 có nghĩa là giá trị của nó có thể là cạm trừ 3,35 mm vị trí văn tối thì em chỉ nắm được công thức x bằng co cộng 1 phần 5 lâm đo đê chia oa. thì văn tối thứ nam thì ứng với co bằng 4 các em nhớ là tối thứ nam là co bằng 4 nha rồi như vậy các em thay vô 4,5 y và bằng 3,3 mm như vậy đó là công thức xác định vị trí văn sóng, văn tối thì bà, bà, này đòi hỏi các em chỉ nắm được thuộc công thức hai công thức nào thì các em làm được bài toán này Câu số 3 Câu số 3 là tại hai điểm MN cách văn trung tâm lần lượt là 2,625mm và 45 mm về một phía so với văn trung tâm là văn sóng hay là văn tối bật mái. Như vậy họ hỏi tại điểm M hắn là văn sóng hay văn tối Tại N là văn sóng hay văn tối thì để giải quyết bài toán này thì em nắm phương pháp giả sao. Em chỉ cần lập Tỷ số x trên a, a lúc nãy là mình tính không phải bả lam á, nếu ra số nguyên thì hắn là văn sóng mà nếu bón nguyên là văn tối Do đó bây giờ em chỉ lấy nên là xm này, lấy x tỷ tuyệt đối. Các em phải lấy trị tuyệt đối của xm trên b viễn có thể nằm phía trên và nằm phía dưới, nó có thể dương và có thể âm. Do đó ta lấy xm trên a. xm trên a thì ta lấy là nam phẩy Hà lam này chia cho không phải bà lam thì nó ra bo Việt Nam. Đây là bón nguyên số bóng nguyên nên hắn là văn tối thứ tư chú ý là văn tối thứ tư ứng với còn bò thì hắn là văn tối thứ tư là co cạnh một phần hà đó là bò cạnh một phần hà thì hắn là văn tối thứ tư tương tự ta lấy tuyệt đối của x n trên y x n trên y thì ta thấy nó là bằng 6 bằng 6 hắn là số nguyên số nguyên do đó tại n hắn là văn xoắn bậc sáu đó là văn xoắn bậc sáu như vậy muốn biết tạo một vị trí nào đó trong trường vô thoa hắn là văn xoắn hay văn tối thì em chỉ cần lập tỉ số x trên y thì chúng ta sẽ biết tại đó là văn xóm hay là văn tối. Bây giờ thầy qua câu số 4. Câu số 4 là tìm số văn xóm và văn tối quan sát được trên trường giao thoa. Trường giao thoa đây là người ta cho trường giao thoa rộng là 13 mm. Bây giờ để tìm được số văn xóm văn tối trên này thì cách làm như sao? Phương pháp giải như sao? Thì các em lập cho thầy em lấy cái bề rộng trường vô thoa này em chia cho anh L chia cho 2Y chia cho A thì hắn sẽ bàn N phải Z, N là phần nguyên, Z là phần thập phân. Thì chúng ta tìm được số văn sóng số văn sóng thì N xoắn của em sẽ bằng 2N cộng 1. Còn số văn tối thì cũng có hai trường hợp xảy ra, nếu Z này nhỏ hơn 0 nam thì số văn tối hắn là 2N. Còn nếu Z lớn bằng 0 phía nam thì số văn tối của nó là 2 thừa số cho N cộng 1. Như vậy, từ đây chúng ta lập tỷ số này như sau thầy lấy 13 đa l này 13 chia cho 2 nhân y là 0,35 thì hắn ra 8,66 8,66 thì chắc chắn thầy xác định được số văn xoắn n của em n nhỏ của em là bằng 8 này thì hắn là bằng 2n cộng 1 là 2 nhân 8 16 cộng 1 là 17 17 như vậy hắn có tổng cộng là 17 văn xoắn còn bây giờ số văn tối thì rõ ràng đã thấy vết như là 0,66 không phải là lớn hơn bằng không phải lớn không phải nam do đó số văn tối vẫn được tính bởi công thức là 2 từ số cho n cộng mà 2n cộng 1 thì n tối của em là 18. Như vậy, để xác định được số văn tối hay phân sáng nằm trên một trường giao thoa mà nằm đối xứng của văn trung tâm thì em lấy l chia hai a thì rõ cái anh n và z thì anh căn cứ vào đây em sẽ dễ dàng tính được tổng số văn sáng và số văn tối trên trường giao thoa. Câu thứ nam Cao thứ năm là người ta tìm khoảng cách giữa văn sáng bậc hai và văn tối thứ nam cùng bên văn trung tâm, có nghĩa là nằm cùng một phía và nam khóc phía văn trung tâm. Thì để giải quyết bài toán này thì các em chỉ nắm được cho tài là khoảng cách giữa hai văn cùng phía thì delta x này sẽ bằng trị tuyệt đối của x1 trừ nhà là, là cái lớn trừ cái nhỏ em nha. Và khoảng cách giữa hai văn khóc phía thì trị tuyệt đối delta x này bằng trị tuyệt đối x1 cộng trị tuyệt đối ha. Như vậy chỉ cần các em xác định được vị trí văn xoắn bậc ha, văn xoắn bậc ha và văn tối thứ nam. Văn văn tối thứ nam là 4,5y, văn xoắn bậc ha là bằng 2y như vậy thì bằng 2,5y em nhân với 0,3 lam thì ra đây còn khớp phía thì em sẽ cạm lại cạm lại cái này là 4 Việt Nam cái này là bằng 2 như vậy 6 Việt Nam đây kèm cạm lại lấy máy tính bấm thì ra 4 phải tóm nam như vậy đây là cách xác định khoảng cách giữa hai văn sóng. hạt hai văn tối nằm cùng bên hay là khớp bên văn trung tâm câu thứ uh, sáu câu thứ sáu là người ta tìm số văn giữa hai điểm M M là cách 0,5cm và N cách 1,25cm so với văn trung tâm Biết N, M nằm ngay cho nên thì nằm cùng phía à, Bị thiếu rồi đây các em nha Cùng phía so với văn trung tâm Thì à, để xác định được số khoảng cách à, số văn xóm giữa hai điểm M, Các em chú ý là giữa hai điểm MN thì không kể hai điểm MN. Do đó phương pháp giả của bài toán này Thì em chỉ lập cho thầy tỷ số là co này nó lớn vì nó nằm giữa nhưng mà không có vô bàn do đó xm trên a và co bé hơn xn trên a thì có bao nhiêu giá trị co có bao nhiêu giá trị co thì sẽ có bấy nhiêu văn sóng nằm giữa đoạn mn à, giữa khoảng mn thì à, thầy lái bên đây là đổi ra cùng đơn vị là mm là 5 cm thì đổi ra là là, là 5 mm chia cho 0,35 12 đây là chia cho lam thì co lớn hơn 6,67 và 16,67 như vậy lớn hơn thì em phải chọn từ 7 đến 16 7 16 thì có tổng cộng là 10 văn do đó trong cái khoảng giữa MN như vậy là có 10 văn số như vậy để giải quyết bài toán này thì em chỉ nắm có không đây công thức này công thức này để chúng ta sẽ xác định được có bao nhiêu giá trị co thì có bấy nhiều điểm và người ta nói anh phải chú ý là nó đoạn MN hay là cái khoảng giữa MN thì em chọn có dấu bàn hay không có dấu bàn À, đó là sáu câu hỏi về giao à, thoa đối với ánh sáng đơn sắc. Bây giờ thầy à, sẽ son một cái bài tập mà phần hôm trước thầy Hoàng chưa chưa đề cập tới đó là phần về giao thoa của ánh sáng đơn sát Cụ thể đó là giao thoa của hai ánh sáng đơn sát Có nghĩa là thầy chiếu thêm một ánh sáng có bước sóng ha vào thí nghiệm trên. Thì à, để giải quyết những bài toán này thì các em chú ý cho thầy ví dụ như thầy à, chiếu vào thí, thí nghiệm mà trên là gồm có ví dụ ngài ánh sáng đỏ và ánh sáng lom thì tạ văn trung tâm này cái này ta xét về một phía ngay tạ văn trung tâm thì chắc chắn sẽ có đỏ trung tâm và lom trung tâm và hai anh đây chắc chắn sẽ trùng nha và đỏ với lom trùng nha thì ra màu vòn đây là cái màu khóc với màu đỏ và lom và chắc chắn trên cái vị thua này sẽ có những vị trí trùng nha trùng nha như vậy trong các dọn bài tập bài, bài, tập này thì người ta có thể ra nhiều câu hỏi nhưng mà có ví dụ như là người ta biểu tính tổng số văn sóng tổng số văn xoắn trên trường này thì tính tổng văn số thì em chỉ cần tính tổng văn số của lâm đo một và tính tổng một số của lâm đo hai thì em sẽ tìm được nhưng mà họ số văn sóng quan sát được chú ấy là quan sát được thì các em phải chú ý là tính tổng số văn sóng của hai anh này và phải trừ đi số văn trùng bởi vì ngay chỗ này là hai văn các em thấy hai văn nhưng mà chỉ, em chỉ quan sát được mấy văn thôi quan sát được một văn do đó bà này bài toán này em họ tính số văn sóng quan sát được thì em phải tính tổng số văn sóng sau đó em đi tìm số văn trùng chỉ là thầy hướng dẫn cách tìm số văn trùng và em lấy tổng số văn sóng trừ đi số văn trùng thì em sẽ ra số văn sóng quan sát được còn bà toán này có một trường hợp nữa là họ bị tìm ánh sáng đơn xác đơn xác có nghĩa là những ánh sáng không trùng á như mà anh này anh này nhưng mà ngay chỗ này có trùng thì sẽ ra một màu khót với là màu đỏ màu lom thì các em tìm tổng số văn sóng trừ cho anh số văn trọng nguyên nhân đôi lên thì anh sẽ ra số ánh sáng đơn xác của hai anh bức sợ làm đầu một và làm đầu hai trên mòn bây giờ ta đi giải quyết bài toán số 7 à, thì chúng ta sẽ hiểu kỹ hơn về bài toán dọn chiếu đồng thời hai bức sợ à, câu số 7 Bây giờ ta chiếu một bức sợ có bước sóng lambda 2 bằng 0,6 micromet vào thí nghiệm ray có nghĩa là ban đào người ta chiếu lâm đo này tổng gọi là lâm đo một là không micromet. bây giờ chiếu thêm một bức xạ nữa lâm đo hai vào thí à, thí nghiệm trên à, thì người ta bị các em xác định vị trí của hai ánh sáng đơn sát trùng nha và vị trí trùng gần nhất so với văn trung tâm thì kem à, chú ý này văn sáng trùng nha thì quay lại cái chỗ này các em thấy trùng nha giả sử trùng nhà ở vị trí này này Vị trí này thì có nghĩa là tính từ văn trung tâm đến điểm này Có nghĩa là chúng sẽ có tọa độ hai này là bằng nhau Có nghĩa là x1 và x2 này bằng nhau Thì văn xoắn này trùng nha Do đó để xác định vị trí của văn xoắn trùng nha Ta làm như sau Thứ nhất là hai ánh sáng đơn sát trùng nhau Thì hai bức xạ đơn sát trùng nha có nghĩa là uh, x1 sẽ bằng x2 X1 chính là bằng co 1 lambda vị trí của văn xoắn uh, của bức xạ 1 Cộng đây là vị trí của bức xạ 2 Hai anh này là bằng nhau như vậy có một lâm đô một đi chia có hai lâm d đi trên o thì các em chú ý hai bước sổ đồng nhau thiển thủ mọn x một bằng x hai cho hai này bằng nhau d trên o là không đổi vì chiếu cùng một thí nghiệm d trên o là không đổi do đó các em rút gọn đi từ đây thì rút được co một lâm đô một thì bằng co hai lâm đô hai như vậy thì rút được tỷ số là co một trên co hai thì bằng lâm đô hai trên lâm 1 một và vị trí trồng khoảng là co một nên phải bằng n b chia cho n quay và n đi là số nguyên là có thì có nhiều vị trí trùng nha, n bằng 1 bằng 2 bằng 3 là có nhiều vị trí trùng. Như vậy để làm bài toán này thì ta vận dụng thức này đây như sau. Bây giờ ta có cơ 1 trên cơ 2 là bằng lambda 2 trên lambda 1. Lambda 2 là 0,6, lambda 1 là 0,5 như vậy hẳn bằng 6 phần 5. Do đó, vị trí ha văn trùng thì được tính bởi công thức là x1 của em là bằng co1 nhân y1 nhưng mà co1 ở đây lúc nãy là thằng nhân thêm cho ni n nữa là 6 anh n nhân cho y1 với n của em là bằng 1 2 3 vân vân. Đó là vị trí trùng. Chỗ này em có thể tính tính co2 y2 bởi vì co1 y1 và co2 co2 y là bằng nhau. Do đó thầy tính một vị trí bằng trùng là thầy sử dụng co1 nhân y1 là bằng 6 n nhân y1. Đó là vị trí trùng. Như vậy n ở đây là vị trí trùng thứ nhất là n bằng 1, anh n bằng 2, anh n bằng 3 Văn vâng, vâng, đúng không đó là vị trí văn vâng sơn trùng bây giờ hỏi văn vâng trùng gần nhất văn vâng trùng gần nhất văn vâng trùng gần nhất và văn vâng trung tâm thì ta chọn n bằng một như vậy n bằng một thì vị trí trùng gần nhất là 4,5 mm như vậy đó là vị trí trùng gần nhất so với văn vâng trung tâm và tiếp theo thì anh ta n bằng hai n bằng ba như vậy ở đây để xác định vị trí của hai anh đường sát trùng nhà thì các em chú ý thầy là x1 chỗ này bạn x2 chỗ này rút ra được cái này và rút ra tỷ số này và anh N ở đây cái là anh N hẳn là số nguyên vị trí đầu tiên N bằng một N bằng hai đương nhiên là không kể vị trí trung tâm là vị trí trung tâm là chắc chắn nó trùng nhau rồi à, tiếp theo là chúng ta sẽ à, tìm số văn sót quan sót được trên mòn như vậy để tìm được số văn sót quan sót được trên mòn á thì các em chú ý là em phải tìm tổng số văn sót của hai hệ văn giao thoa mà lúc nãy là mình tìm được cái tổng số văn sóng của đô một trên trên đây là 17 văn rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần tìm tổng vụt văn sóng của lambda 2 trên cái trường này thôi thì ta tính được tổng số văn sóng của hai bức xạ. Sau đó ta tìm vị trí của văn sóng trùng thì ta sẽ tìm được số văn sóng quan sát được. Thì bài thầy giải như sau. Thứ nhất là tìm tổng số Văn sóng của ánh sóng đơn giác 5 đo 1 và 5 đo 2 Trừ đi số văn trùng Thì ta tìm được số văn sóng quan sát được Bây giờ lúc nãy là thầy tìm được Văn sóng của 5 đo 1 là 17 văn rồi Bây giờ tiếp theo thầy phải tìm Tổng số văn sóng 5 đo 2 Trên cái trường dấu thoa này Thì tổng số văn sóng của bức sợ 5 đo 2 Thì y công thức lúc nãy là L chia 2 y L chia A gắn ra 7 phía 2 Như vậy N nhỏ của em bây giờ là bằng 7 Như vậy số văn sóng của em chính là bằng HN cộng 1 n cộng 1 thì tính ra được số văn sóng của bức xạ lâm đo hai trên trường giao thoa này là 15 lúc nãy là mình tính lâm đo một là 17 lâm đo Hà 15. như vậy tổng số văn sóng của hai bức xạ trên cái trường giao thoa này là 32 văn bây giờ chúng ta muốn tìm được số văn sóng quan sát được thì chúng ta phải đi tìm được số văn trục bây giờ phương pháp để tìm số văn trồng thì các em chú ý để tìm số văn trùng của hai bức xạ trong trường giao thoa đây ta tìm như sau ta lấy ít trùng ít trùng có nghĩa là ít cái vị trí của hai văn sóng trùng nhà đó ít trùng này lớn hơn bằng trừ n chia ha và nhỏ hơn bằng n chia ha mà ít trùng lúc nãy chúng ta gây là bằng b nhân n i một hoặc là q nhân n i hai là hai cái điểm trùng nhà giống nhau em có thể dùng i một hoặc dùng i hai đều được hết bây giờ lúc nãy tôi giải chỗ này là bằng chỗ này là bằng mấy chỗ này là bằng sáu lúc nãy là bằng sáu bằng 6. Như vậy, ta thay vào đây ta sẽ tìm được giá trị n. y1 là 0 y1 là 0,35. à b này bằng 6. Như vậy em sẽ tìm được n. Có bao nhiêu giá trị của n? Có bao nhiêu giá trị của n thì có bấy văn tròn trùng nha. Và thầy rút ra được thầy tha y1 này, Anh l là bằng 13 mm còn b này là bằng 6, y là 0,35. Thì thay Vô sẽ tìm được N, N ở Nam trừ 1.44 đến 1.44 thì thầy chọn là có N là bằng 0, bằng 1 và trừ 1. Như vậy trong bề rộng vùng vô thoa này có tổng cộng là có 3 văn sóng trùng nha Và lúc nãy là tổng số văn sóng của em là 32 văn, tổng số văn sóng 32 văn và có 3 văn sóng trùng nha nên ta quan sát được, số văn sóng quan sát được là 29 văn như vậy các em chú ý số văn sóng quan sát được khớp tổng số văn sóng khớp số ánh sóng đơn xác, thì nó là khớp nữa như vậy chú ý phần này để vẽ được con sóng trùng nha thì cái em, em à, à, xác định được vị trí trùng thì em phải tính được ít trùng à ít trùng này. cái này công thức em tham b lúc nãy em thầy lập tỉ số rồi, b là là bằng là bằng sáu 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 chỗ này n rút ra là bằng 0, 1, trừ một như vậy đó là cách để tìm số văn trồng và tìm số văn sóng quan sát được đối với giao thoa là hai bức sợ bây giờ thầy hướng dẫn cho các em tiếp là tìm giao thoa đối với ánh sáng trắng đối với ánh sáng trắng thì trong phần này sách giáo khoa nó sơ rất là sơ uh, sơ sà như vậy bây giờ các em uh, chú ý thầy hướng dẫn kỹ nó về giao thoa ánh sáng trắng à, ánh sáng trắng thì định nghĩa của ánh sáng trắng ánh sáng trắng là vô số ánh sáng đơn xác có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím như vậy bây giờ thực hiện thí nghiệm đối với thí nghiệm này ta thay ánh sáng này bằng ánh sáng trắng thì thì ở văn trung tâm văn trung tâm thì chắc chắn hắn sẽ có này đỏ trung tâm lom trung đỏ do con vòng lục lom chồng tím, như có vô số ánh sáng đơn sắc này trùng nha tại điểm này thì ở giữa này sẽ là ánh sáng trắng và hai bên là giả màu như cầu vòng màu tím nằm trong cùng và màu đỏ nằm ra cùng ngoài cùng đó và nó có này ở đây cụ thể ở dưới nha các nhìn đây là văn trung tâm trung tâm tâm là ánh sáng tráng, là vô số ánh sáng đang sát trùng nhau ở đây và ở đây bề rộng đây là tím cái đến đỏ tím trong cùng đến đỏ tím bậc một đến đỏ bậc một cái tím bậc ha, đỏ bậc ha, tím bậc ba đỏ bậc ba và người ta gọi từ tím bậc co đến đỏ bậc con gọi là bề rộng quân phổ bậc co và ở đây ví dụ đây là bề rộng quân phổ bậc một thì bề rộng quân phổ bậc, một, thì quân phổ bậc hai thì bằng hai là bậc một và bậc ba sẽ là bằng ba lần bậc một do đó tại một vị trí nào đó có thể là có tại vị trí này chẳng hạn thì sẽ có số có nhiều văn xóm trùng nha bây giờ những cái dọn toán thì có rất là nhiều nhưng mà ở đây thầy giữ hướng dẫn các em làm ha dọn toán cơ bản đó là xác định bề rộng quân phổ và xác định vị trí số văn xóm trùng tại một điểm thì à, uh, ta vô bài tập cụ thể và cụ thể là bài số 8 bây giờ nếu thầy chiếu vào thí nghiệm trên ánh sáng đơn sáng có bước sáng từ cái này là ánh sáng là 0,38 micromet đến 0,76 micromet thì cái ánh sáng mà có bước sáng ngắn nhất trong cái ánh sáng mà quân phổ khởi kiến này thì cái này là ánh sáng tím còn cái này là ánh sáng đỏ thì tìm bề rộng quân phổ bậc ha thì để tìm bề rộng quân phổ bậc ha thì tổng quát thầy tìm bề rộng quân phổ bậc ca ví dụ tìm muốn tìm bề rộng quân phổ bậc ca thì các em chú ý là lấy ít đỏ bà con vì lâm đo đỏ là lớn hơn lâm đỏ tím do đó có ít đỏ nên lớn hơn ít tím do đó ta lấy ít đỏ bằng con trừ ít tím bằng con co với co, lâm đỏ d với o này giống nha thì ít đỏ ứng với lâm đo đỏ, đỏ ít tím thì đứng với lâm đỏ tím như vậy thì lấy co d o làm thủ đối chung thì trong đây còn lại là lâm đo đỏ trừ lâm đỏ tím bây giờ co là bậc quân phổ từ bây giờ bậc ha thì em thay co bằng ha thôi đo đỏ, đỏ của em chọn là 0,76 micromet và đo tím là 0,38 micromet. Các em tha số vô với sử dụng cái D với O ở trên. Thì thầy tính được bề rộng quân phổ bậc Hà là 1,44 mm. Như vậy muốn tìm bề rộng quân phổ bậc co có nghĩa là bậc bo bậc bốn bậc nam bậc bo là con bo là bậc bốn còn bốn bậc nam còn bốn thì em chỉ nhớ công thức này thì em tìm được bề rộng quân phổ bây giờ thầy uh, hướng dẫn các em tìm Uh, số vân sóng trùng tại một điểm. Đây là câu B, họ hỏi là ở vị trí vân sóng bậc 4 của ánh sóng màu đỏ có bao nhiêu vạch sóng của ánh sóng đơn sát nằm trùng ở đó, có nghĩa là có bao nhiêu ánh sóng nằm đơn sát trùng với ánh sóng bậc 4 màu đỏ. Thì trùng nha thì giống y lúc nãy là mình dựa vào công thức lúc nãy là trùng nha thì có cùng chung tọa độ thì x4 màu đỏ thì bằng x của bậc coa coa này thuở mỏng là từ 0,38 đến 0,76 bước sáng vẫn là 0,38 đến 0,76 như vậy bậc 4 màu đỏ d với o là giống nhau rồi hai bên d và o giống nhau thầy rút gọn thì chỗ này hắn là bậc 4 màu đỏ còn 4 như vậy 4 lâm đo đỏ thì chỗ này còn lại là, là coa lâm đo như vậy trừ đây thầy rút có được lâm đo là bằng 4 lâm đo đỏ chia coa như vậy muốn tìm được số văn sớm số văn sớm trùng nha tại văn sớm bậc 4 màu đỏ thì các em phải tìm thử có bao nhiêu giá trị co có bao nhiêu trị co thì có bao nhiêu văn à, tại trùng tại điểm đó và cái lâm đo này phải thỏa mãn từ 0,38 đến 0,76 như vậy các em cho co cho lâm đo nằm trong cái đoạn này từ 0,38 đến 0,76 thì em sẽ tìm được co đó em cho các co này thì cái này thì các em tha số rồi thôi thì em sẽ tìm được co là có lớn hơn bằng 4 và nhỏ hơn bằng 8 như vậy tại đó có tổng cộng là bao nhiêu văn bốn nam xá bả tóm là có nam văn nhưng mà họ hỏi những ánh sáng đơn sắc trùng với văn sóng bậc bốn màu đỏ do đó mình không kể bậc bốn mà chỉ có kể là máy nam xá bả tóm như vậy họ họ tại vị trí đó thì ta chỉ kết luận bốn ánh sáng đơn sắc trùng nhau tại đó chứ mình không thể kết luận hắn là nam bởi vì họ hỏi những ánh sáng trùng với bậc bốn màu đỏ do đó chỗ này có tổng cộng là bốn ánh sáng đơn sắc trùng với màu đỏ như vậy hôm sau các em tìm số văn xóm trùng nha thì em cũng tìm cái cho cái ít này bằng nha ít này bằng nha rút ra lâm đo và cho lâm đo ánh xóm nằm từ đó đến đó thì em tìm được có giá trị con có bao nhiêu giá trị con thì có bấy nhiêu văn trùng nha tại đó như vậy thầy đã à, hướng dẫn cho các em bài tập vô thoa có tóm câu hỏi từ những bài tập cơ bản đến những bài tập là nâng co của ánh xóm có ánh ánh đo sát thì à, bài giảng của thầy đến đây là kết thúc À, kính chúc các em có một buổi học vui vẻ và à, có nhiều điều bổ ích trong bài giảng của thầy. Xin cảm ơn.